Ok, chúng ta tiếp tục với bạn là Lý Mạnh Phi. Phi có hỏi rằng là anh cho em hỏi nếu rớt đại học thì em có thể qua bên anh học không? Và sau khi học thì có thể đảm bảo việc làm không ạ? Em đang định theo khoa học máy tính, cảm ơn anh. À, thì thực chất là anh không có đảm bảo việc làm được cho mọi người đâu. À, nhưng mà cái mà anh đảm bảo là cái kiến thức, những cái gì anh truyền đạt cho mọi người sẽ đủ để mọi người đi làm. À, còn cái vấn đề mọi người có xin việc được hay không là do cái khả năng của mọi người nữa. Mọi người không thể nào mà đẩy cái đó qua cho anh được. Nhiệm vụ của anh là một người hướng dẫn. Anh sẽ cố gắng là truyền đạt đầy đủ cái kiến thức cho mọi người để mọi người đi làm. Thậm chí là anh sẽ chỉ cho mọi người luôn những cái cách mình tìm việc, những cái cách mình đi phỏng vấn, trả lời với nhà tuyển dụng như thế nào, anh đều chia sẻ hết. Hoặc là bạn nào cần giới thiệu việc làm, anh cũng sẽ giới thiệu việc cho mọi người. Nhưng mà với điều kiện là mọi người phải học xong, phải đáp ứng đầy đủ những cái kiến thức mà anh đã dạy cho mọi người, thì anh mới dám giới thiệu mọi người được. Và lúc này cái mà anh mong muốn nhất là sau khi mà mọi người học với anh, mọi người phải có một cái sự tự tin để mọi người có thể tự ứng tuyển. Chứ mọi người như anh nói là không thể nào đẩy trách nhiệm tìm việc của mọi người qua cho anh ha. Ở đây thì mình lưu ý những cái vấn đề này. Khi mà mình ở nhà thì sẽ có gia đình họ che chở cho mình. Tuy nhiên mình đã bước ra khỏi cái môi trường và gia đình rồi, ra ngoài xã hội rồi, thì mình không có nên trông cậy vào ai hết em à. Học đại học cũng vậy, trường đại học họ cũng không có thể nào mà bảo đảm việc làm cho tất cả mọi người đâu. Nếu mà họ đã bảo đảm cho tất cả mọi người thì không có cái tình trạng là sinh viên ra trường thất nghiệp, không tìm được việc. Do đó chúng ta không nên đặt cái việc mà việc làm của mình á cho người khác được, không có đặt là cái tương lai của mình cho trường, không đặt tương lai của mình cho bất kỳ ai, mà phải do chúng ta quyết định, hay chúng ta tự chủ hết. Chúng ta phải xác định được hướng đi của mình, đường đi của mình. Bây giờ cái thời đại bây giờ là thông tin có hết rồi, chúng ta cứ chịu khó tìm hiểu thông tin. Hoặc thậm chí là mọi người thấy là anh đã mở ra cái chuyên mục là tâm sự. Cái mục này là những cái mục mà anh đã trải qua rồi, ai có cái vấn đề gì đó nằm trong cái tầm hiểu biết của anh là anh sẽ chia sẻ được cho mọi người. Như vậy thì bây giờ em cứ bình tĩnh, trước mắt là cứ thi đại học bình thường, và nếu như thi đại học không thành công thì có thể đăng ký những cái khóa học bên anh để học. Anh sẽ bảo đảm là truyền đạt đầy đủ những cái kiến thức để cho mọi người đi làm ha, để mọi người có thể sau khi học xong với anh có đủ kiến thức để đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Rồi, anh cảm ơn Phi ha. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với bạn là Phạm Quang Nam. Nam có hỏi rằng em thất bại ba công ty là BHP, Laravel, rồi WordPress. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn cả về giao tiếp xã hội. Em là người khuyết tật, là một người cực kỳ nhút nhát, tự ti bản thân. Liệu em có tiếp tục với nghề không ạ? Thì đầu tiên anh xin lỗi em trước, bởi vì nhiều khi trong cái video trả lời của anh á có đụng chạm cái gì đó thì em bỏ qua cho anh ha. Đối với trường hợp của em á, thì anh đã gặp rất là nhiều rồi. Anh đã làm việc rất là nhiều với các bạn khuyết tật. Có những bạn khuyết tật đã từng làm việc với anh và hiện tại là đã ra công ty khác làm, và có những bạn khuyết tật vẫn còn đang làm việc với anh. Không phải ngẫu nhiên mà anh đề cập đến vấn đề này. Bởi vì nếu mà em theo dõi kỹ á, ví dụ như anh vào một cái khóa học nào đó trên Zenven đi ha, thì anh luôn có những cái chính sách đây là giảm học phí cho người khuyết tật. Em luôn thấy anh có những cái này. Em tìm ở những trang khác thì sẽ không thấy đâu. Nhưng mà ở bên Zenven.com thì sẽ có những cái mục ưu đãi dành cho những cái người khuyết tật như thế này. Tại vì đối với những người khuyết tật, khi mà đã tham gia được vào trong cái mảng lập trình làm việc với máy tính là một cái điều nói chung là khá may mắn. Bởi vì cái di chuyển của mình, nhiều khi mình khuyết tật tay, khuyết tật chân đồ này nọ, thì cái di chuyển của mình nó sẽ hơi khó khăn. Và cái việc làm ngồi tại máy tính làm nó sẽ khá là phù hợp, và hiện tại là anh thấy là phù hợp nhất trong những cái ngành nghề nếu mà mình có kiến thức một chút. Do đó lúc này cái vấn đề của em không phải là vấn đề, bởi vì nó đều có cách giải quyết hết. Thứ nhất, bây giờ nó nằm ở chuyên môn, chuyên môn thì mình có thể thay đổi được. Ví dụ như chuyên môn bây giờ mình làm về BHP, mình yếu về BHP, hãy đăng ký khóa học bên anh ha. Tại sao anh lại giới thiệu khóa học bên anh? Không lẽ anh, tại vì anh là người xây dựng những khóa học, như khóa học anh biết được chất lượng của nó như thế nào, cũng như là qua quá trình anh xây dựng là học viên họ ủng hộ rất là nhiệt tình. Do đó
những cái gì mà anh làm anh cảm thấy là nó phù hợp, nó chất lượng anh mới dám giới thiệu với mọi người. À, chứ làm sao anh có thể dám giới thiệu với mọi người một sản phẩm không chất lượng được. À, em hãy đăng ký lại, học lại về PHP, làm về Laravel thì học lại Laravel. Ha, vấn đề về chuyên môn thì dễ giải quyết lắm em à. Vấn đề chuyên môn thì cứ tìm những cái khóa học. À, có thể là học online ở anh hoặc là học offline ở chỗ nào đó, à, miễn sao nó phù hợp với em thôi. Ha, để mình gia tăng cái chuyên môn, mình cải thiện cái chuyên môn của mình. Ha, như vậy chuyên môn yếu là có thể giải quyết được. Cái khó của em vẫn ở cái chỗ này là về cái kỹ năng mềm, đó là về cái phần giao tiếp này nọ. Thì thực chất anh cũng rất là đồng cảm với em về cái vấn đề này. À, như anh nói là mặc dù anh nói chung là mình muốn đặt mình trong hoàn cảnh người khác thì mình phải bị, đúng không? Ví dụ như anh phải trải qua như em, những cảm giác như em thì mới hiểu, đúng không? Nhưng mà thực sự là anh đã chia sẻ lúc đầu là anh đã làm việc với rất là nhiều bạn khuyết tật rồi. Anh cũng hiểu mình có những cái khiếm khuyết về cơ thể mình này nọ thì cũng nó sinh ra những cái mặc cảm. Nhưng mà em cứ nhìn nó lạc quan hơn một chút. Em tìm những cái video về truyền động lực, những cái sách về cải thiện bản thân, nó làm cho mình bớt rụt rè, bớt nhút nhát hơn. Còn mình cứ tự ti hoài với những cái khuyết điểm của mình thì mình cứ dậm chân tại chỗ em à. Cố gắng chịu khó thôi. Còn em hỏi là liệu em có tiếp tục với nghề không ạ? Thì anh nghĩ là em đã theo được, làm được với PHP, với nghề lập trình rồi, thì em cố gắng duy trì nó. Bởi vì mình là một người khuyết tật thì cái việc mình tìm một cái công việc khác nó sẽ khó khăn hơn em ạ. Do đó cứ chịu khó thay đổi mình. Bởi vì em thấy đây là gì? Đây là những cái khuyết điểm của mình. Mình nhút nhát, mình tự ti, đây là những cái khuyết điểm của mình. Thì đi qua công việc khác thì cái khuyết điểm của mình nó có thay đổi không? Nó không có thay đổi được. Do mình thay đổi thôi. Do đó bây giờ cho dù em đổi cái nghề khác cũng vậy, khuyết điểm em nó vẫn vậy, em vẫn sẽ nhút nhát, em vẫn sẽ tự ti. Do đó bây giờ chuyên môn là mình đã có giải pháp rồi, đúng không? Còn về những cái về kỹ năng mềm như là giao tiếp xã hội rồi nhút nhát tự ti thì phải dần dần. Mình không thể ép mình từ một người mà nhút nhát là qua ngày hôm sau là cởi mở vui vẻ hòa đồng với mọi người được. Nhưng mà mình cứ từ từ em ha. Ở trên Facebook thì theo dõi những cái bay về phát triển bản thân, những cái trang chia sẻ về những câu chuyện tích cực. Đừng có theo dõi những cái tin và nó làm cho mình tiêu cực đi. Đọc thêm sách, ha, sách về phát triển bản thân rất là nhiều. Đọc để cảm thấy cuộc sống có màu hồng, ha, có nhiều cái để mình phấn đấu hơn, để mình thấy là mình vẫn còn có ích, mình vẫn tạo ra được giá trị cho cuộc sống này, ha, cố gắng em ha. Nói chung thì chia sẻ hơi sâu về cái vấn đề tình cảm, nhưng mà thực sự như anh nói lúc đầu video này, nếu mà anh có đụng chạm gì đó em buồn thì anh cũng xin lỗi em. Bởi vì trong quá trình anh nói chuyện như thế này á, thì anh mở cái trang này lên, anh gặp câu hỏi của em thì anh trả lời ngay thôi, anh không có trau chuốt từ ngữ đồ này nọ. Nhưng mà đó là những cái chia sẻ thật của anh ha. Em cứ cố gắng, mình phải thay đổi chính mình. Mình không thể mong là mình thay đổi môi trường. Như anh nói là mình thay đổi môi trường thì vẫn vậy thôi, con người mình là vậy thì môi trường khác nó vẫn vậy thôi. Mình phải thay đổi những cái gì mà mình cảm thấy là mình yếu về chuyên môn, mình yếu, mình thay đổi về tính tình, mình rụt rè nhút nhát, mình phải thay đổi em ạ. Rồi, một số cái thông tin anh chia sẻ với Nam ha. Hy vọng là Nam sẽ lạc quan hơn và về cái chuyên môn em sẽ cải thiện nhiều hơn để có thể đáp ứng được nhu cầu của công việc Nam ha. Rồi, anh cảm ơn Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và subscribe video của mình nhé.